645 Kinh Bất Tất Định Nhập Định Nhập Ấn Hán dịch đời Nguyên Ngụy Sa môn Cồ Đàm Bát Nhã Lưu Chi. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Thế Tôn ở tại núi Kỳ Sa Quật thuộc thành Vương Xá cùng với chúng đại tỳ kheo gồm 1.250 người hội đủ với 60 ức Na Gia Tha Bồ Tát gồm những vị như đồng tử Văn Thù Xá Lợi, Đại Bồ Tát Quan Thế Âm, Đại Bồ Tát Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát Dược Phương, Đại Bồ Tát Dược Thượng, Đại Bồ Tát Thường Lôi Âm Vương là các bậc thượng thủ. Tất cả các Bồ Tát đều đạt được tam muội thần thông, luận bàn, nghĩa lý, tịch tỉnh. Ở nơi tam muội Thủ Lăng Nghiêm hàng phục giọng mạnh, đạt được tam muội không giới hạn như thủy triều nơi biển sâu. Được quả vị Đà La Ni, chứng được vô lượng sắc thân Đà La Ni rốt ráo của chư Phật. Bây giờ đồng tử Văn Tù sẽ lợi bạch Phật, kính bạch Thế Tôn. Nguyện xin Thế Tôn vì các Bồ Tát giảng nói kinh pháp môn bất tất định nhập tri ấn. Nhờ dấu ấn ấy khiến chúng con biết được chỗ tất định và bất tất định của các Bồ Tát. Bất định này đối với đạo quả chánh đẳng chánh giác vô thượng là thoái chuyển, không thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc. Đức Phật bảo: Này Văn Thù Xá Lợi, ở đây có năm hạng Bồ Tát. Những gì là năm? 1. Thực hành theo xe dê. 2. Thực hành theo xe voi. 3. Thực hành theo xe thần thông của mặt trời, mặt trăng. 4. Thực hành theo xe thần thông của thanh văn. 5. Thực hành theo xe thần thông của Như Lai. Này Văn Thù Xá Lợi, đó gọi là năm hạng Bồ Tát. Này Văn Thù Xá Lợi, hai hạng Bồ Tát đầu là bất tất định đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc. Ba hạng Bồ Tát sau là tất định đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi thưa: Bạch Thế Tôn, thế nào là hai hạng Bồ Tát bất tất định đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc? Kính bạch Thế Tôn, thế nào là ba hạng Bồ Tát tất định đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc? Đức Phật nói: Này Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát thực hành theo xe dê xa voi, hai hạng Bồ Tát này là bất tất định đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc. Này Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát thực hành theo xe thần thông của mặt trời, mặt trăng. Bồ Tát thực hành theo thần thông của thanh văn. Bồ Tát thực hành theo xe thần thông của Như Lai. Ba hạng Bồ Tát này là tất định đối với đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không thoái chuyển nơi trí đạo tột bậc. Này Văn Thù Xá Lợi, làm thế nào để biết Bồ Tát hành theo xe dê? Này Văn Thù Xá Lợi, ví như có người ở ngoài thế giới, nhiều như số vi trần nơi thế giới của 500 Đức Phật thuộc phương khác. Người đó có nhân duyên lớn, người đó có chỗ tạo tác lớn. Người đó có gánh nặng lớn. Vì việc người đó nên muốn vượt qua cái thế giới nhiều như số phi trần này để đến chỗ kia, bèn tư duy ta nương theo xe nào để có thể vượt qua cái thế giới này đạt đến nơi kia. Người này liền suy nghĩ: Nếu hôm nay ta nương theo xe dê, tức ứng hợp, có thể vượt qua thế giới này đạt đến chỗ kia. Này Văn Thù Xá Lợi, người ấy suy nghĩ rồi liền nương theo xe dê, phát nguyện hành theo con đường ấy. Đã qua thời gian rất lâu, đi đến được 100 gia tuần. Khi phong luân thổi lên, làm cho quay trở lại đến 80 gia tuần. Này Văn Thù Xá Lợi, ý ông thế nào? Người này nương vào xe dê, ở thế giới ấy có thể vượt đến không? Hoặc trải qua một kiếp, hoặc 100 kiếp, 1.000 kiếp, ức ngàn kiếp, hoặc vô số kiếp không thể nói, không thể nêu. Người ấy có thể vượt qua toàn bộ các thế giới không? Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, nếu người ấy có thể vượt qua toàn bộ các thế giới là điều không thể có. Người này nương theo xe dê kia, hoặc trải qua một kiếp, hoặc 100 kiếp, hoặc 1.000 kiếp, ức trăm ngàn kiếp, hoặc vô số kiếp, nếu có thể vượt qua được toàn bộ các thế giới là điều không thể có. Đức Phật nói: Này Văn Thù Xá Lợi, đã có thiện nam thiện nữ nào phát tâm cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng rồi, cùng với người theo thừa thanh văn dừng nghỉ, gần gũi hàng thanh văn, tu tập theo hàng thanh văn, cùng kính cúng dường người theo thừa thanh văn, cùng hiểu biết trao đổi tài vật, cùng ở chung, hoặc ở trong rừng, hoặc chốn chùa chiền, hoặc tại tinh xá, hoặc tại chốn kinh hành, đồng đi một chỗ, hoặc độc tụng theo thừa thanh văn, tư duy theo thừa thanh văn, tinh hiểu theo thừa thanh văn, lại giáo hóa cho người khác độc tụng, tư duy, tinh hiểu. Những người như thế an trú vào thừa thanh văn, lãnh hội thừa thanh văn,
gieo trồng căn lành nhờ hàng thanh văn dẫn dắt nên trí tuệ còn thấp kém mới thoái chuyển nơi trí đạo vô thượng. Bồ Tát này tu tập tâm Bồ Đề nên được tuệ căn tuệ nhãn, nhưng sau đó trụ vào trí thanh văn, gieo trồng căn lành, hành theo đấy nên trở lại tối tâm, chậm chạp, bị hư hoại, không thành tựu. Này, phân thù sẽ lợi, bây giờ có người hoặc mắt bị bệnh, hoặc mắt bị tối. Ngày này vì muốn mắt sáng nên cần phải điều trị 1 tháng không ngừng nghỉ, nhưng hơn 1 tháng mà mắt chỉ mở ra chút ít. Người ấy có kẻ oán xấu ác luôn tìm cơ hội thuận tiện để hãm hại, bèn dùng lá lốt giả nát dúi vào mắt, khiến cho mắt người ấy trở nên tối lại và nhắm bít không mở ra được. Cũng như vậy, này văn thù sẽ lợi, nếu Bồ Tát tu tập tâm Bồ Đề được tuệ căn tuệ nhãn, nhưng sau đó an trụ vào trí tuệ của hàng thanh văn, gieo trồng căn lành để hành trì, thì trở thành tối tâm chậm chạp, sẽ việc tu tập bị hủy hoại không thành tựu. Này văn thù sẽ lợi, nên biết đó là Bồ Tát thực hành theo xe dê. Này văn thù sẽ lợi, làm thế nào để biết Bồ Tát thực hành theo xe voi? Này văn thù sẽ lợi, với như có người ở ngoài thế giới nhiều như số với trần thế giới. Người ấy có nhân duyên lớn, người ấy có tạo tác, tạo đắc lớn. Người ấy có trọng trách lớn, vì việc của người ấy nên muốn vượt qua thế giới nhiều như số với trần. Như thế mà đến chỗ kia, lại tư duy, ta nên nương vào xe nào để vượt qua các thế giới như vậy. Để đến chỗ kia, người này liền suy nghĩ, hôm nay ta nương vào 8 phần tương ứng với xe voi, thì có thể vượt qua các thế giới như vậy để đến chỗ kia. Này văn thù sẽ lợi. Người ấy đã suy nghĩ rồi, liền nương theo 8 phần tương ứng với xe voi, phát tâm hành theo người ấy. Hàng trăm năm luôn thực hành, đi được 2000 do tuần, nhưng phong luân lớn thổi lên khiến phải lùi lại trở lại 1000 do tuần. Này văn thù sẽ lợi, ý ông thế nào? Người này nương theo xe voi ấy, đối với toàn bộ các thế giới có thể vượt qua không, hoặc trải qua 1 kiếp, hoặc 100 kiếp, hoặc 1000 kiếp, hoặc ức trăm ngàn kiếp, hoặc vô số kiếp. Người ấy có thể vượt qua toàn bộ các thế giới chăng? Bồ Tát Phân Thù Sư Lợi đáp: Bạch Thế Tôn, nếu người ấy có thể vượt qua được toàn bộ các thế giới là điều không thể có. Người như vậy nương theo xe voi kia, hoặc trải qua 1 kiếp, hoặc 100 kiếp, hoặc 1000 kiếp, hoặc ức trăm ngàn kiếp, hoặc vô số kiếp, có thể vượt qua được toàn bộ các thế giới là điều không thể có. Đức Phật nói: Đúng vậy, nay Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ phát tâm cầu đạt quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, nhưng người này lại tùy thuận ngừng nghỉ nơi thừa thanh văn, gần gũi hàng thanh văn, tu tập theo hàng thanh văn, cùng hiểu biết, đồng ở chung với nhau, hoặc ở trong rừng, hoặc ở chốn chùa chiền, hoặc nơi kinh hành, cùng đi một chỗ, đọc theo thừa thanh văn, tụng theo thừa thanh văn, suy nghĩ theo thừa thanh văn, tin theo thừa thanh văn, còn dạy người khác đọc tụng tín hiệu tư duy theo thừa thanh văn. Người ấy an trụ vào trí tuệ của hàng thanh văn, lãnh hội theo thừa thanh văn, gieo trồng căn lành để hành trì, được hàng thanh văn dẫn dắt nên đạt trí thấp kém, mới thoái chuyển nên trí đạo vô thượng. Bồ Tát như vậy tu tập tâm Bồ Đề, gieo trồng căn lành, an trụ vào đại thừa, nhưng sau đó trụ vào trí tuệ của hàng thanh văn, gieo trồng căn lành để hành trì, thì trở lại tối tâm chậm chạp, sau tu tập bị hủy hoại không thành tựu. Này văn thù sẽ lợi, với nhơ khối gỗ lớn hàng ngàn do tuần trôi nổi nơi biển cả, ở đấy để có thể cứu vớt chúng sinh, dạ xoa đi nơi hư không, bèn lấy khối gỗ kia ra khỏi biển, đặt nơi đất liền, buộc nhặt lên trên khối sắt lớn rộng 500 do tuần. Này văn thù sẽ lợi, ý ông thế nào? Khối gỗ lớn như vậy có thể nổi trở lại trong biển cả, ở đó có thể cứu vớt chúng sinh không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đáp: Không thể. Đức Phật bảo: Này đúng vậy, này Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát kia tu tập tâm Bồ Đề, gieo trồng căn lành, tu hành nhất thiết trí, đạo trí trong biện trí, bị dẫn dắt xoay chuyển làm cho thoái lui, tôi không thể hướng đến nhất thiết trí đạo trong biện trí, không thể có giúp tất cả chúng sinh trong biển lớn sinh tử. Này Văn Thù Sư Lợi, để biết đây là Bồ Tát thực hành theo xe voi. Này Văn Thù Sư Lợi, làm thế nào để biết Bồ Tát thực hành theo xe thần thông mặt trời mặt trăng? Này Văn Thù Sư Lợi,
Bây giờ có người ở ngoài thế giới nhiều như số bi trần thế giới. Người ấy có nhân duyên lớn. Người ấy có tạo tác lớn. Người ấy có trọng trách lớn. Vì việc của người ấy nên muốn vượt qua cái thế giới nhiều như số bi trần như vậy. Để đạt đến chốn kia, lại tư duy như vậy, ta nương vào xe gì đó để có thể vượt qua được cái thế giới như vậy nhằm đi đến chốn kia. Người này liền suy nghĩ, hôm nay nếu ta nương vào xe thần thông mặt trời mặt trăng thì có thể vượt qua được cái thế giới như vậy, đạt đến nơi chốn. Này văn thù sư lợi, người ấy đã suy nghĩ rồi, liền nương vào xe thần thông mặt trời mặt trăng phát tâm hành theo đường ấy. Này văn thù sư lợi, ý ông thế nào? Người này nương vào xe thần thông mặt trời mặt trăng đối với thế giới ấy có thể vượt qua và đạt đến không? Bồ Tát Văn Thù sư lợi đáp, đã qua thời gian rất lâu thì mới có thể tới đó được. Đức Phật nói, đúng vậy, này Văn Thù sư lợi, đã có thiện nam thiện nữ phát tâm cầu đạt quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, không cùng với tất cả người theo hàng thanh văn tùy thuận dừng nghỉ, không gần gũi tất cả người theo thuộc thanh văn, không tụ tập theo tất cả người thuộc hàng thanh văn, không tạo sự hiểu biết, không trao đổi tiền của vật chất, không cùng ở chung hoặc ở trong rừng hoặc nơi chùa chiền hoặc nơi chốn kinh hành, không đi cùng một chỗ, cũng không đọc tụng giáo pháp của thượng thanh văn, không không suy nghĩ, không tin hiểu giáo pháp của thượng thanh văn, không dạy người khác đọc tụng tín hiệu cho đến một bài kệ cũng không học hỏi, không đọc tụng. Người ấy nếu đọc thì đọc đại thừa, người ấy nếu tụng thì tụng đại thừa, người ấy nếu nói thì nói đại thừa, kể cả một bài kệ. Này Văn Thù sư lợi, nên biết đấy là Bồ Tát thực hành theo xe thần thông của mặt trời mặt trăng. Này Văn Thù sư lợi, bây giờ có Đại Ca Lâu Na Vương tuổi trẻ có năng lực mạnh mẽ, tùy theo ý nghĩ về đỉnh núi tu chỉ có thể đi tới chỗ khác cũng giống như vậy. Này Văn Thù sư lợi, Bồ Tát thực hành theo xe thần thông của mặt trời mặt trăng, nhưng người tuổi trẻ có năng lực lớn, tâm sâu xa, lãnh hội pháp giọng mạnh là có mới có thể đạt được tâm nguyện. Thế giới của nhiều đức Phật đều dốc sức vượt qua và đạt đến. Đối với các đức Như Lai đang chuyển bánh xe pháp nên các chúng hội đều có thể thị hiện thân. Này Văn Thù sư lợi, làm thế nào để biết Bồ Tát thực hành thần thông của Thời Thanh Văn? Này Văn Thù sư lợi, bây giờ có người ở ngoài thế giới nhiều như số vi trần đã nêu. Người ấy có nhân duyên lớn, người ấy có tạo tác lớn, người ấy có trọng trách lớn. Vì việc của người ấy nên nhằm vượt qua cái thế giới nhiều như số vi trần như thế để đạt đến chốn kia. Bèn tư duy như vậy, nếu vào thần thông nào để có thể vượt qua cái thế giới như vậy nhằm đến chốn kia, người ấy liền suy nghĩ, hôm nay ta nếu nương vào thần thông của Thanh Văn thì sẽ vượt qua được thế giới như vậy để đến chốn kia. Này Văn Thù sư lợi, người ấy đã suy nghĩ rồi, ngay lúc đó nương theo thần thông của Thù Thanh Văn phát tâm theo con đường ấy. Này Văn Thù sư lợi, ý ông thế nào? Người này nương theo thần thông của Thù Thanh Văn có thể vượt qua được cái thế giới ấy không? Bồ Tát Văn Thù sư lợi đáp, có thể vượt qua được. Đức Phật nói, đúng vậy, này Văn Thù sư lợi, đã có thiện nam thiện nữ phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, không cùng với những người dừng nghỉ theo thừa thanh văn, không gần gũi tất cả người theo thừa thanh văn, không tụ tập với tất cả người theo thừa thanh văn, không tạo mọi sự hiểu biết, không trao đổi tiền của, không đồng tu hành, không nói cùng lời, không cùng ở chung hoặc ở trong rừng hoặc ở chốn chùa chiền hoặc ở chốn kinh hành, không đi cùng một chỗ, không đọc, không tụng giáo pháp của Thừa Thanh Văn, không suy nghĩ tín hiệu theo giáo pháp của Thừa Thanh Văn, không dạy người khác đọc, không dạy người khác tụng cho đến chỉ một bài một câu kệ. Đối với Thừa Thanh Văn, không cùng nhau tụng, cũng không dạy người khác. Người ấy nếu đọc thì đọc đại thừa, người ấy nếu tụng thì tụng đại thừa, cũng chỉ dạy người khác đọc tụng đại thừa. Nếu đã giả nói thì giả nói về đại thừa, người ấy đối với sự tín hiệu của đại thừa là các đại Bồ Tát. Người đọc đại thừa, người tụng đại thừa, người lãnh hội đại thừa luôn cung kính tôn trọng, tín hiệu đúng đắn, thuận theo để tu tập cùng tương ứng với nhau, không rời bỏ nương tựa gần gũi cúng dường đúng như pháp, cùng hiểu biết sống chung với nhau hoặc ở trong rừng hoặc ở chốn chùa chiền hoặc ở nơi kinh hành hoặc cùng đi chung. Đối với đại thừa là người lãnh hội đại thừa, cùng thọ nhận đại thừa, người giữ gìn đại thừa, cung kính tôn trọng cúng dường theo cách tối thắng đệ nhất. Đó là dùng đèn sáng, vô số hoa hương, hương bột, hương xoa, dầu thơm, xoa thân, đều cúng dường như vậy. Người này đọc tụng đại thừa, tâm hết sức vui vẻ,
dạy cho người khác, không hề chê bai Bồ Tát chưa học. Trước hết phải có ý thăm hỏi bằng lời nói chân thật ngay thẳng, không nói lời hung dữ, không nói lời thô ác, luôn nói lời hòa dịu, nói lời tốt đẹp. Người này thậm chí bị mất thân mạng. Nhưng nhân duyên vẫn gắn liền với Đại Thừa, thường thu tóm tất cả người thực hành theo Đại Thừa, người học theo Đại Thừa, người đọc theo Đại Thừa, người tụng theo Đại Thừa, người lãnh hội theo Đại Thừa. Như dùng năng lực để thấu giữ, như dùng pháp để thấu giữ, như tâm đã có thể hành trì, nhẫn chịu. Người ấy như vậy là không có tâm, không có oán ghét, không có tranh giành, chống đối. Tôi mong cầu tất cả kinh chưa được nghe, tâm thường cung kính, tôn trọng chỗ đã được nghe từ người khác. Tôi không khinh thường Bồ Tát chưa học. Đối với lỗi lầm của người khác, hoặc thật hoặc không thật, hoặc nói hoặc không vui theo, không mong tìm phương tiện nơi người khác, thường siêng năng tu học từ bi hỷ xả, này văn thù sẽ lợi. Nên đấy là Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của hàng thanh văn. Văn thù sẽ lợi, làm thế nào để biết Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của Như Lai? Này văn thù sẽ lợi, ví như có người ở ngoài thế giới nhiều như số vi trần đã nêu. Người ấy có nhân duyên lớn, người ấy có tạo tác lớn, người ấy có trọng trách lớn. Vì việc của người ấy nên muốn vượt qua cái thế giới nhiều như số phía trần khi đã đến chốn nọ, bèn tư duy như vậy. Nương vào thần thông nào mới có thể vượt qua được các thế giới để đến chốn kia? Người này liền suy nghĩ, hôm nay nếu ta nương vào thần thông của Như Lai thì mới vượt qua được cái thế giới như vậy, để đến chốn kia. Này văn thù sẽ lợi, người này đã suy nghĩ rồi, liền ngay sau đấy nương vào thần thông của Như Lai phát tâm hành theo con đường ấy. Này văn thù sẽ lợi, ý ông thế nào? Người ấy nương vào thần thông của Như Lai đối với các thế giới đó có thể vượt qua mau chóng không? Bồ Tát văn thù sẽ lợi đáp, có thể vượt qua mau chóng. Đức Phật nói, đúng vậy. Này văn thù sẽ lợi, nó có thiện nam thiện nữ phát tâm cầu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi không cùng với những người tùy thuận dừng nghỉ nơi thừa thanh văn, không gần gũi những người theo thừa thanh văn, không tụ tập với những người theo thừa thanh văn, không tạo mọi sự hiểu biết, không trao đổi tiền của vật chất, không cùng tu hành, không cùng lời nói, không ở chung hoặc ở trong rừng hoặc ở chốn chùa chiền hoặc ở chốn kinh hành, không đi theo một chỗ, không đọc không tụng giáo pháp thừa thanh văn, không suy nghĩ không tin hiểu giáo pháp của thừa thanh văn, không dạy người khác đọc, không dạy người khác tụng, cho đến chỉ một câu kệ đối với thừa thanh văn, không cùng đọc không cùng tụng, cũng không dạy người khác. Nếu người ấy là đọc đại thừa, nếu người ấy tụng thì tụng đại thừa, cũng dạy người khác đọc tụng đại thừa, nếu có giảng nói thì giảng nói đại thừa. Người này thân nghiệp khẩu nghiệp ý nghiệp thanh tịnh, giữ gìn giới pháp hoàn hảo, cũng làm cho thân khẩu ý của người khác thanh tịnh, đáng trụ và pháp lành. Người ấy đối với Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa, hoặc người đọc Đại Thừa, người tụng Đại Thừa và lãnh hội Đại Thừa, luôn cung kính tôn trọng, tâm ngay thẳng, tùy thuận tu học Đại Thừa, tương ưng với nhau, gắn liền không rời bỏ, nương nhờ gần gũi y như pháp mà cúng dường, cùng hiểu biết cùng sống chung với nhau, hoặc ở trong rừng, hoặc ở chốn chùa chiền, hoặc nơi kinh hành, hoặc cùng đi chung. Đối với người theo Đại Thừa, người thâu tóm Đại Thừa, người thọ nhận Đại Thừa, người giữ gìn Đại Thừa, thì cung kính tôn trọng cúng dường theo pháp tu thắng. Đó là dùng đèn sáng, vô số hoa tươi, hương thơm, hương bộ, hương xoa, dầu thơm xoa thân. Cúng dường như vậy, người này đọc tụng đại thừa, tâm hết sức hoan hỷ. Dạy người khác đọc tụng, dạy người khác tụng, tâm không chê bai Bồ Tát chưa học, đối với Bồ Tát khác, luôn khiến an trụ được học. Luôn nói lời êm dịu, nói lời hay đẹp, người ấy thậm chí cả đến những trường hợp bị mất thân mạng và không xả bỏ đại thừa. Thưa thâu tóm tất cả người thực hành theo đại thừa, người tu học theo đại thừa, người đọc theo đại thừa, người tụng theo đại thừa, người giữ gìn đại thừa, cuối cùng cung kính tôn trọng, tâm sinh vui mừng lớn, cúng dường rộng khắp, cũng làm cho người khác tu học có tâm sâu rộng như vậy. Người ấy không oán khét người khác, không tranh cãi chống đối, luôn mong cầu tất cả những kinh chưa được nghe, xin tâm ân cần mong cầu, tâm sâu xa bậc nhất, tâm luôn cung kính tôn trọng điều đã nghe từ người. Đối với người kia, xin tâm tưởng như bậc thầy, cũng làm cho người khác tu học như vậy, tâm không xem thường Bồ Tát chưa học. Đối với lỗi lầm của người khác, hoặc thật hay không thật đều không nói, không vua theo, không tìm cầu phương tiện nơi người khác, cũng dạy người khác tu học như vậy.
Này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát như thế thường tự mình quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã mất tâm Bồ Đề, cũng thường dạy người khác quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã mất tâm Bồ Đề như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh bỏ mất hạnh Bồ Tát, cũng thường dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh bỏ mất hạnh Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã mất nghiệp Bồ Đề, cũng dạy người khác quan sát cảnh giới của các chúng sinh đã mất nghiệp Bồ Đề như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất con đường Bồ Tát, cũng luôn dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất con đường Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này thường tự quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất cả oai nghi của Bồ Tát, cũng dạy người khác quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất tất cả oai nghi của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất việc làm của Bồ Tát, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất việc làm của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất tất cả phương tiện của Bồ Tát, cũng luôn dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất tất cả phương tiện của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này thường tự quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất ý của Bồ Tát, cũng luôn dạy chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất ý của Bồ Tát như thế. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất năng lực hành hữu vi của Bồ Tát, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất năng lực hành hữu vi của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất hạnh Bồ Tát an trụ như pháp, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất hạnh Bồ Tát an trụ như pháp như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất từ bi hỷ xả của Bồ Tát, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất từ bi hỷ xả của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát này luôn tự bố thí, cũng dạy người khác bố thí. Bồ Tát như vậy không vui theo người khác, cũng như dạy mọi người không vui theo với người khác. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất pháp Phật, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã đoạn chức pháp Phật như vậy. Bồ Tát này thường tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã xa lìa sự ham muốn pháp lành, cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã xa lìa sự ham muốn pháp lành như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh bị trói buộc, cũng chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh bị trói buộc như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh bị bệnh tật trong thời gian lâu dài, cũng dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh bị bệnh tật trong thời gian lâu dài như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất sự thực hành chánh pháp, cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất sự thực hành chánh pháp như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất hoàn toàn phước đức và trí tuệ, cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất hoàn toàn phước đức và trí tuệ như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất hạt giống căn lành của Như Lai, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất hạt giống căn lành của Như Lai như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của tất cả chúng sinh cô độc, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của tất cả chúng sinh cô độc như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của tất cả chúng sinh nơi giấc ngủ dài, cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của tất cả chúng sinh nơi giấc ngủ dài như vậy. Bồ Tát này thường tự quan sát về cảnh giới của tất cả chúng sinh có dòng họ thấp kém, cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của tất cả chúng sinh có dòng họ thấp kém như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất niềm tin ở Đại Thừa, cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất niềm tin nơi Đại Thừa như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất trì giới, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất trì giới như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất chỗ thuận nhập giáo pháp, cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của những chúng sinh đã bỏ mất chỗ thuận nhập giáo pháp như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh đã bỏ mất hạnh nhẫn nhục,
Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, để bỏ mất hành nhẫn an lạc như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, để bỏ mất sự tu tập chỉ và quán. Cũng thường dạy chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, để bỏ mất sự tu tập chỉ và quán. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, để bỏ mất hạnh bố thí, điều phục, sự trì giới an vui. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, để bỏ mất hạnh bố thí, điều phục, sự trì giới an vui như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, để bỏ mất tâm nhớ nghĩ, hổ thẹn và hành biết đủ. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất tâm nhớ nghĩ, hổ thẹn và hạnh biết đủ như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất con đường tuần tự, hội nhập và giác ngộ giải thoát. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất con đường lần lượt hội nhập vào giác ngộ giải thoát như vậy. Bồ Tát này thường tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất căn lành của Phật. Cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất căn lành của Phật như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất bậc thiện trí thức. Cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất bậc thiện trí thức như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất việc tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất việc tạo lợi ích cho tất cả chúng sinh như thế. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất pháp tùy thuận. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất pháp tùy thuận như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất trí tùy thuận. Cũng luôn chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất trí tùy thuận như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất nghĩa tùy thuận. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất nghĩa tùy thuận như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất ý nghĩa của kinh điển liệu nghĩa. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất ý nghĩa kinh điển liệu nghĩa như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất bốn chánh cần. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất bốn chánh cần như thế. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất sự khéo hành theo giới luật và giáo pháp chân thật. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh, đã bỏ mất sự khéo hành theo giới luật và giáo pháp chân thật như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát về cảnh giới của các chúng sinh nghèo khổ. Cũng thường chỉ dạy người khác quan sát về cảnh giới của các chúng sinh nghèo khổ như vậy. Bồ Tát này luôn tự quan sát tất cả thế giới hiện bày khắp tâm từ bi. Cũng thường chỉ dạy cho người khác quan sát tất cả thế giới hiện bày khắp tâm từ bi như thế. Bồ Tát khởi tâm như vậy, các chúng sinh ấy không có chủ, không trốn, trở về. Các chúng sinh ấy tất cả như ánh lửa, các chúng sinh ấy tất cả đều không có nhà cửa. Những chúng sinh ấy tất cả đều không ai cứu vớt. Các chúng sinh ấy tất cả đều không có sáng suốt. Ta ở vào thời gian nào có thể làm chủ, cùng làm chỗ nương dựa, làm nhà cửa, cùng tạo điều kiện cứu giúp, cùng làm đèn sáng. Này Văn Thù Sư Lợi, với Như Đại Kalaula Vương tuổi trẻ có năng lực lớn, tùy tâm ý nhớ nghĩ mong muốn về chỗ nào thì có thể bay lên trên đỉnh núi Tu Di, rồi mới bay xuống vào trong biển cả, chọn lấy Long Nữ đưa lên hư không. Cũng như vậy, này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát thực hành theo xe thần thông của Như Lai, có được phước đức căn lành với uy lực lớn, mau chóng nhanh nhẹn, tùy những nơi chốn có các chúng hội của Như Lai theo tâm niệm muốn đến, tức có thể đến ngay. Đối với tất cả chỗ đã sinh ra nghiệp ác của chúng sinh nơi đường ác đều có thể đi đến, có thể vì họ mà làm chỗ nương tựa quay về, khiến xa lìa các điều ác, cùng làm nhà cửa, cùng tạo mọi sự nghiệp, cùng làm đèn sáng. Này Văn Thù Sư Lợi, nên biết đấy là Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của Như Lai. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ dùng y phục đẹp đẽ của trời và trăm thứ y thức ăn thơm ngon của chúng trời, nơi mỗi ngày cúng dường cho Phật Như Lai nhiều như số vi trần của tất cả thế giới trong mười phương, mỗi Như Lai ngày ngày đều cúng như vậy, là đem ngọc báu đầy khắp nơi cái thế giới nhiều như các sông Hằng đều đem bố thí,
Chứ vậy cho đến hằng hà sa số kiếp luôn bố thí như thế nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiền nam thiền nữ chỉ dạy một chúng sinh khiến được an trụ vào quả vị Tu Đà Hoàn thì phước đức này nhiều hơn phước trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiền nam thiền nữ có thể làm an ổn cho vô số chúng sinh nhờ như số với trần nơi tất cả thế giới trong mười phương, khiến họ được trụ vào quả vị Tu La Hoàn nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiền nam thiền nữ chỉ dạy một chúng sinh khiến được an trụ vào quả vị Tu Đà Hàm thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiền nam thiền nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhiều như số với trần nơi tất cả thế giới trong mười phương, khiến họ trụ vào quả vị Tu Đà Hàm nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiền nam thiền nữ giáo hóa một chúng sinh khi ăn trụ vào quả vị A-na-hàm thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiền nam thiền nữ có thể làm an trụ an ổn vô số chúng sinh nhiều như số với trần nơi tất cả thế giới trong mười phương, làm cho họ được an trụ vào quả A-na-hàm nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiền nam thiền nữ giáo hóa một chúng sinh khi ăn trụ vào quả A-la-hán thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiền nam thiền nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhiều như số vi tròn đến tất cả thế giới trong mười phương, khiến họ được trụ vào quả A-la-hán nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiền nam thiền nữ giáo hóa một chúng sinh khi an trụ vào đạo Bất Chi Phật thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiền nam thiền nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhiều như số vi tròn đến tất cả thế giới trong mười phương, khiến họ được trụ vào đạo Bất Chi Phật nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiền nam thiền nữ giáo hóa một chúng sinh an trụ và thực hành theo xe dê phát tâm bồ đề thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu thì có thiền nam thiền nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương an trụ và thực hành theo xe dê đã phát tâm bồ đề nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiện nam thiện nữ giáo hóa một chúng sinh an trụ và thực hành theo xe voi đã phát tâm bồ đề thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương, khiến họ phát tâm bồ đề an trụ và thực hành theo xe voi nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiện nam thiện nữ giáo hóa một chúng sinh phát tâm bồ đề an trụ và thực hành theo thừa thần thông của mặt trời mặt trăng thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhờ như số vi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương khiến họ phát tâm bồ đề an trụ và thực hành theo thừa thần thông của mặt trời mặt trăng nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiện nam thiện nữ giáo hóa một chúng sinh phát tâm bồ đề an trụ và thực hành theo thừa thần thông của thanh văn thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ có thể làm an ổn vô số chúng sinh nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương khiến đều phát tâm bồ đề an trụ và thực hành theo thừa thần thông của thanh văn nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiện nam thiện nữ giáo hóa một chúng sinh phát tâm bồ đề an trụ và thực hành theo thừa thần thông của Như Lai thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ dùng y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi ngày cúng dường vô số chúng sinh nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương như vậy, cho đến trải qua nhiều kiếp như các sông hằng, luôn cúng dường như vậy nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu là có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngày khi ấy cúng dường cho một vị ưu bà tát đã tinh hiểu và quy y tam bảo thọ trì năm giới ở trong pháp Phật luôn tâm luôn thanh tịnh thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ đã có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi ngày cúng dường cho các vị ưu bà tát đại tín hiệu và quy y tam bảo giữ gìn năm giới đối với pháp Phật luôn tinh hiệu thanh tịnh số lượng nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương cúng dường như vậy cho đến số kiếp như các sông hằng nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu là có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngày khi ấy cúng dường cho một vị tăng mới bắt đầu chứng đắc bốn hướng bốn quả thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần.
Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thì nam thiền nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm ức thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho người, mới bắt đầu chứng đắc bốn hướng bốn quả, số lượng nhiều như số vi tròn ở tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng. Đồ cúng dường như vậy nên có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngày khi ấy đem cúng dường cho một vị Tu Đà Hoàng, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm ức thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho vị chấn Tu Đà Hoàng, số lượng nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp như nhiều như các sông Hằng, luôn đem cúng dường như vậy nó được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngay khi ấy cúng dường cho một vị chấn Tu Đà Hàm, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho một vị chứng Tu Đà Hàm, số lượng nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng, luôn cúng dường như vậy nên được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngày khi ấy cúng dường cho một vị chứng A Na Hàm, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho vị chứng A Na Hàm, số lượng nhiều như số vi trần ở tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng, luôn đem cúng dường như vậy nên được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngay khi ấy cúng dường cho một vị chứng A Na Hán thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho vị chứng quả A La Hán, số lượng nhiều như số vi trần trên tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng, luôn đem cúng dường như vậy nó có nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, hoặc khi ấy đem cúng dường cho một vị Bất Chư Phật, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho vị Bích Chi Phật, số lượng nhiều như số phi trần lên tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng, luôn đem cúng dường như vậy nên đạt được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngày ấy đem cúng dường cho một chúng sinh là Bồ Tát thực hành theo xe dê, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Vì sao? Này Văn Thù Sư Lợi, phi Bồ Tát vào lúc nào, khi nào duyên dựa để phát tâm Bồ Đề, lúc tâm ấy phát sinh cho đến không có một nghiệp ác nào mà không liền bỏ, không có một pháp Phật nào mà không phát sinh. Này Văn Thù Sư Lợi, do đấy nên Bồ Tát đã thành tựu công đức không thể nghĩ bàn như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, với như chim chúa Ca Lăng Tần Già có thể tạo sự vui mừng cho thế gian khi còn nằm trong trứng, chưa đạp thủng vỏ để nở ra, thì tiếng hay đã vang xa rồi, hơn hẳn tất cả những loài chim khác. Cũng như vậy, này Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề ở trong vỏ vô minh. Tuy nghiệp phiền não còn tạo mọi thứ tối tâm, chướng ngại, che lấp mắt mình, nhưng đã hơn hẳn tất cả hàng thanh văn duyên giác, đã có thể gồm thâu căn lành, hạnh nguyện, giảng nói, giữa âm thanh vi diệu. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ, có thể đem y phục đẹp đẽ và trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ngày ngày luôn cúng dường cho chúng sinh là Bồ Tát thực hành theo xe dê, số lượng nhiều như số vi trần đến tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng, thường đem cúng dường như vậy nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngày khi ấy đem cúng dường cho một chúng sinh là Bồ Tát thực hành theo xe voi, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho chúng sinh là vị Bồ Tát thực hành theo xe voi, số lượng nhiều như số phi trần lấy tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông Hằng, thường đem cúng dường như vậy nên có được nhiều phước đức. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, lúc ấy đem cúng dường cho Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của mặt trời mặt trăng,
thế với đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này văn thù sẽ loại, nếu có thì nam thì nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong một mỗi ngày cúng dường cho Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của mặt trời mặt trăng, số lượng nhiều như số biết trần để tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông hàng, luôn đem cúng dường như vậy nếu có nhiều phước đức. Này văn thù sẽ loại, nó lại có thiện nam thiện nữ, chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngay khi ấy đem cúng dường cho Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của thanh dân, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này văn thù sẽ loại, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho các Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của thanh dân, số lượng nhiều như số vi tròn đến tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông hằng, luôn đem cúng dường như vậy nó có nhiều thức phước đức. Này văn thù sẽ loại, nó lại có thiện nam thiện nữ, chỉ dùng một bữa ăn trong một ngày, ngay khi ấy đem cúng dường cho một Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của Như Lai, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này văn thù sẽ loại, nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm ăn thức ăn thơm ngon của cõi trời ở trong mỗi mỗi ngày cúng dường cho Bồ Tát thực hành theo thừa thần thông của Như Lai, số lượng nhiều như số biết trần để tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông hàng, luôn đem cúng dường như thế nó có nhiều phước đức. Này văn thù sẽ loại, nếu lại có thiện nam thiện nữ lãnh hội được pháp môn này, nghe rồi sinh tâm tin hiểu, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này văn thù sẽ lợi, nó có thiện nam thiện nữ nào có thể xây cất chùa tháp nhiều vô số phi trần để tất cả thế giới trong mười phương, trong một mùa cảnh chùa thể đều sắp đặt các vị bích chi phật nhiều vô số phi trần nơi trăm vạn lần tam thiên đại thiên thế giới, khi ăn trụ trong số lượng chùa ấy, đem vàng na đà nơi cõi chim phù, châu báu ngọc báu mani, trân châu của cõi trời cõi người, làm vòng chuỗi để trang nghiêm các gian phòng nhà, dựng lên cờ báu trang phướng lộng lụa, lấy châu báu của từ tại phương làm rèm, treo chuông đầy khắp, dùng chiến đàn long kiến sơn phết tu sửa khắp nơi, đem hoa mạng đà la, hoa maha mạng đà la, hoa mạng thù sa, hoa maha mạng thù sa, hoa bà ly sơ ca, hoa đà la ni, hoa cù đà la ni, hoa bà la, hoa thiên vương, hoa đàn đô sư ca la ca, hoa trời tu ma na, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, tuôn rải khắp vô số loại hoa như vậy, ngày ngày đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm thức ăn thơm ngon của cõi trời cúng dường các vị bích chư Phật, cho đến trải qua số kiếp nhiều như số các sông hằng, đem cúng dường như vậy nó có nhiều phước đức. Này văn thù sẽ lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ nào nghe được tên Phật, tên Nhất Thiết Trí hoặc tên Như Lai, tên vị chủ thế gian hoặc tự xưng nói thấy, hoặc thấy tượng vẽ cho đến thấy tượng làm bằng đất, bằng gỗ, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Huống hồ lại cung kính chắp tay, thì phước đức này hơn hẳn phước đức trước vô số lần. Huống nữa lại còn cúng dường đèn sáng, hoa thơm hương xoa, cho đến miệng nói ra đều là phước đức. Đã được phước đức, chuyển thành nhiều phước đức, như vậy dần dần thọ nhận sự giàu có, an lạc lớn dẫn tới việc hoàn toàn đạt được Nhất Thiết Trí. Này văn thù sẽ lợi, với như một giọt nước rất nhỏ đổ vào trong biển cả không cùng tận, không hề mất cho đến khi kiếp tận, lửa lớn nổi lên thiêu đốt cùng khắp. Cũng như vậy, này văn thù sẽ lợi, nếu gieo trồng khăn lành nơi Như Lai, dù rất ít nhưng không tận không mất cho đến khi lửa sáng của Triết Nhất Thiết Trí phát sinh. Này văn thù sẽ lợi, với như mặt trăng sáng tỏ hơn hẳn tất cả các ngôi sao, với ánh sáng tỏa rộng lớn, trang nghiêm vượt bậc, thể của nó tròn đầy, do đó đã cao rộng càng tăng thêm rộng lớn, cũng như vậy. Này văn thù sẽ lợi, gieo trồng căn lành nơi Như Lai rất ít, nhưng hơn hẳn tất cả các căn lành khác, có ánh sáng to lớn, thể của nó tròn đầy, do đó đã cao rộng càng thêm rộng lớn. Này văn thù sẽ lợi, Như Lai chỉ biến tri đã thành tựu đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn như thế. Nó có thiện nam thiện nữ có thể đem y phục đẹp đẽ và hàng trăm món ăn thơm ngon của cõi trời ngày ngày cúng dường cho tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả hàng thanh chân, nhiều như số vi trần để tất cả thế giới trong mười phương, cho đến trải qua số kiếp như các sông hằng, thường cúng dường như vậy nên có được nhiều phước đức.
Này Văn Thù, xin lỗi, nếu lại có thiền nam thiền nữ nào nghe được pháp môn này nghe rồi phát sinh niềm tin vững chắc thì phước đức ấy nhiều hơn phước đức kia vô số lần. Huống chi là tự mình ghi chép, khiến người khác ghi chép thì phước đức này càng nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Nhờ phước đức này làm nhân để chứng đắc trí Phật, đó là thù thắng. Này Văn Thù, sẽ lợi, nếu có kẻ nam người nữ nào hoặc chiếm đoạt hoặc trộm cắp vô lượng vô số các thứ như y phục, thức ăn uống của hàng thanh văn chuyên giác đã chứa nhóm tội lỗi như thế, này Văn Thù, sẽ lợi, nếu là có kẻ nam người nữ nào đem tâm giận dữ xấu ác hoặc chiếm đoạt hoặc trộm lấy một chút thức ăn hoặc một bữa ăn của người tinh hiểu đại thừa thì tội này nặng hơn tội trước vô số lần. Vì sao? Này Văn Thù, sẽ lợi, vì tất cả hàng thanh văn chuyên giác ở đời quá khứ, vị lai, hiện tại, nơi vô lượng ức a tăng kỳ kiếp tu hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ đều đã tự đoạn trừ các phiền não nơi thân mình. Bồ Tát thì không chỉ như vậy, cho đến xả bỏ một chút ít thức ăn uống để bố thí cho hàng súc sinh, để nhằm không chiếm, không khiến đoạn mất hạt giống tam bột tam bảo. Này Văn Thù, sẽ lợi, nếu có kẻ nam người nữ nào đem tâm giận dữ phá hoại vô lượng vô số sự tích chứa hiện có về giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến của hàng thanh văn chuyên giác, hủy phá giải trải qua kiếp số tội lỗi đã tích chứa như thế. Này Văn Thù, sẽ lợi, đó là có kẻ nam hoặc người nữ đem tâm giận dữ xấu ác hủy phá một vị thọ Bồ Tát giới thánh hiệu đại thừa hoặc sai bảo người khác hủy phá dù chỉ một giới thì tội này nặng hơn tội trước vô số lần. Vì sao? Này Văn Thù, sẽ lợi, về tất cả hàng thanh văn chuyên giác hiện có đã tu hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến tới chỗ như vậy để về đoạn trừ phiền não nơi thân mình. Bồ Tát thì không chỉ như vậy, kể cả một ngày cho đến một giới với phước đức tích chứa hiện có để vì nhằm đoạn trừ các nghiệp xấu ác làm nhân cho tất cả chúng sinh rơi vào đường ác, cho đến vì nhằm chứng đắc trí nhất thiết trí. Này Văn Thù, sẽ lợi, nếu có kẻ nam người nữ đã trói buộc mọi chúng sinh trong tất cả thế giới nơi mười phương vào chốn lao ngục do tội lỗi tích tụ hiện có, này Văn Thù, sẽ lợi, nó lại có kẻ nam người nữ đối với Bồ Tát giác khởi tâm giận dữ xấu ác không dùng mắt để xem xét, lại quay thân xoay mặt thì tội này nặng hơn tội trước vô số lần. Này Văn Thù, sẽ lợi, nó có kẻ nam người nữ đem tâm xấu ác móc mắt của vô số chúng sinh nơi tất cả thế giới trong mười phương với tội lỗi đã tích tụ như thế, này Văn Thù, sẽ lợi, đó là có kẻ nam người nữ nào đem tâm giận dữ xấu ác không thèm thấy Bồ Tát tinh hiểu đại thừa thì tội này nặng hơn tội kia vô số lần. Này Văn Thù, sẽ lợi, hoặc có tất cả chúng sinh ở tất cả thế giới trong mười phương bị mù mắt trải qua nhiều kiếp, này Văn Thù, sẽ lợi, nếu có thiện nam thiện nữ đem tâm từ bi thương xót tất cả các chúng sinh ấy làm cho họ đạt được mắt sáng trải qua số kiếp tích chứa rất nhiều công đức, này Văn Thù, sẽ lợi, nếu lại có thiện nam thiện nữ dùng tâm thanh tịnh xem xét bảo vệ Bồ Tát tinh hiểu đại thừa thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù, sẽ lợi, nó có thiện nam thiện nữ nào có thể làm cho tất cả chúng sinh nơi tất cả thế giới trong mười phương bị trói buộc trong địa ngục tối tâm được thoát khỏi rồi, lại khiến họ được làm chuyển luân thánh vương ở vương quốc an lạc, lại khiến họ được an trụ vào ngôi vua đệ thích an lạc có rất nhiều phước đức. Này Văn Thù, sẽ lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ nào đem tâm thanh tịnh muốn gặp Bồ Tát tín hiệu đại thừa, đem tâm thanh tịnh tán thán Bồ Tát ấy thì phước đức này nhiều hơn phước đức kia vô số lần. Này Văn Thù, sẽ lợi, nó có thiện nam thiện nữ nào có thể là an ủi cho tất cả chúng sinh nơi tất cả thế giới trong mười phương trụ vào đạo duyên giác nên đạt được nhiều phước đức, này Văn Thù, sẽ lợi, nó lại có thiện nam thiện nữ khiến cho một Bồ Tát tín hiệu đại thừa tăng thêm hạt giống Phật pháp dù cho dù chỉ một căn lành thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù, sẽ lợi, nếu có Bồ Tát tín hiệu đại thừa có thể làm an ủi tất cả chúng sinh nơi tất cả thế giới trong mười phương trụ vào tâm Bồ Đề nên đạt được nhiều phước đức, này Văn Thù, sẽ lợi, nếu là có Bồ Tát tín hiệu đại thừa không mong cầu các vật dụng cho đời sống cho đến chỉ tụng đầy đủ một bài kệ thì phước đức này nhiều hơn phước đức kia vô số lần. Này Văn Thù, sẽ lợi, nếu có thiện nam thiện nữ nào có thể làm cho các vị chuyên giác nhiều như số vi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương
rơi vào địa ngục súc sinh, nên đã tích chứa tội lỗi rất nhiều. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có kẻ nam người nữa nào đoạn dứt một Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, khi tâm Bồ Đề bị dứt mất thì tội lỗi này nặng hơn tội trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có thiện nam thì nữ nào có thể đoạn trừ tất cả chúng sinh phát tâm Bồ Đề, số lượng nhiều như số phía trần, nên tất cả thế giới trong mười phương, khiến tâm Bồ Đề bị dứt mất, nên đã tích chứa rất nhiều tội lỗi. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu lại có kẻ nam hay người nữ nào đoạn trừ một chúng sinh tín hiệu đại thừa, không cho làm Bồ Tát, khiến đoạn mất hạnh đại thừa, thì tội này nặng hơn tội trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu như có tất cả chúng sinh ở tất cả thế giới trong mười phương đều bị sinh nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh Yamala, này Văn Thù Sư Lợi, nó là có Bồ Tát nào có thể làm cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, an trụ nơi tâm Bồ Đề, nên đạt được nhiều phước đức? Này Văn Thù Sư Lợi, nó là có Bồ Tát nào khác có thể làm cho tất cả chúng sinh tín hiểu nơi đại thừa, hội nhập vào nẻo đại thừa, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có kẻ nam người nữ nào có thể khiến cho các vị duyên giác nhiều chư số quý trần để tất cả thế giới trong mười phương thoái chuyển đạo quả, nên tích chứa rất nhiều tội nặng? Này Văn Thù Sư Lợi, nếu là có kẻ nam hay người nữ nào làm thoái chuyển quả vị tâm của tâm Bồ Tát tín hiệu đại thừa, thì tội này nặng hơn tội trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có kẻ nam người nữ nào đối với các vật dụng cúng dường cho các vị Bích Chi Phật, số lượng nhiều như số phi trần nơi tất cả thế giới trong mười phương, lại khởi tâm canh ghét, đoạn dứt nhân duyên cúng dường các vật dụng kia, nơi bốn phương bốn hướng nói xấu chê bai những vị Bích Chi Phật ấy, không hề tán thán, nên tích tụ tội rất nặng. Này Văn Thù Sư Lợi, nó lại có kẻ nam hay người nữ nào đối với một Bồ Tát tín hiệu đại thừa được cúng dường vật dụng sinh tâm cảnh ghét hoặc đoạn dứt nhân duyên cúng dường ấy, không hề tán thán, thì tội này nặng hơn tội trước vô số lần. Này Văn Thù Sư Lợi, nó có thiện nam thiện nữ nào vì nhầm thâu tóm chánh pháp cho nên chỉ một chút nước đựng trong bình nhỏ do tâm thanh tịnh để cúng dường cho người tín hiệu đại thừa đến một Bồ Tát đạt được căn lành, do nhân duyên của nghiệp nên quả báo là có được vô số ngôi vị Chư Luân Thánh Vương và còn nước giàu có an lạc của Chư Luân Thánh Vương. Huống chi là đem cúng dường cho vị Bồ Tát siêng độc sẽ đang độc tụng kinh điển đại thừa, thì phước đức này nhiều hơn phước đức trước vô số lần. Bây giờ Đức Thế Tôn giảng nói kinh này xong, Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử, các vị đại Bồ Tát, các đại thanh văn, chư thiên loài người Atula, càng thất bà, nghe Đức Thế Tôn giảng nói đều vui mừng thọ nhận hành trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh được trọn thành Phật đạo.